Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh Xe Giỏi của em ạ. À. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh về dòng xe bán tải Mazda BT50 ạ. À. Chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 2021 này nó mới được ra mắt. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nha. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe hay giờ của em sẽ chuyên về giá xe Tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Mazda BT50 bản 1.9 Premium bản 2 cầu Đó là bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải Mazda BT50 đi ạ với giá miết của nó đang là 849 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em nha Với giá đang là 849 triệu đấy ạ Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao, chi tiết ăn bánh như nào Thì, thì anh em ấy, ấy có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em Qua số điện thoại góc dưới trái màn hình Chắc chắn với em giá sẽ là tốt nhất tốt nhất trường nhận với ạ Vậy thì chiếc xe bán tải Mazda BT50 bản 1.9 Premium bản hai cầu này Lăn bánh nội thì đang là 914 triệu Trả góp thì đang là 247 triệu còn là tỉnh thì là 904 triệu Trả góp thì đang là 237 triệu ạ à. Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó là đường link về kênh xe cũ Anh em muốn được xem xe cũ, xe lướt, xe đã qua sử dụng Chất lượng cao, giá cập lý Thì anh em, anh em vào kênh xe lướt của em Đăng ký kênh em Xem video cũ của em hoặc chờ video mới nhất của em Để em sẽ lên cho anh em một cách Liên tục, liên tục, liên tục Để cho sự lựa chọn tài chính của mình giữa xe cũ và xe mới em Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe BT50 bản 1.9 Luxury bản 2, 1 cầu ạ Với giá miếc của nó đang là 789 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em nhé Với giá đang là 789 triệu đấy ạ Vậy thì chiếc xe bán tải BT50 này Lan máy nhân tội đang là 850 triệu Trả góp thì đang là 230 triệu ạ Còn là tỉnh thì là 840 triệu Trả góp thì đang là 221 triệu ạ Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao Chi tên máy như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn anh em giá sẽ là tốt nhất tốt nhất trường nhầm nhá. Các chi phí em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm tân vỏ, bởi vì bảo hiểm tân vỏ nó sau đó là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì tùy tùng thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp ngân hàng mới bắt buộc là phải mua, tối thiểu một năm ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda BT50 bản 1.9, số tự động bản thường, bản một cầu với giá miết của nó đang là 709 triệu. Hiện tại đại lý chúng em thì bạn đang bán đúng giá cho em với giá đang là 709 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe bán tải BT50 lăn bánh nó giờ đang là 764 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 756 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu ạ. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào? thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trán hình chắc chắn anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường nhập nha ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về uh, nhận báo giá anh em muốn gửi về giá xe tổng ăn bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất ngày như nào thì anh em đến thông tin như tên địa chỉ số điện thoại loại xe cân tâm hình thức trả thẳng trả góp để giữ lại các thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Mazda BT50 bản thấp nhất bản số sàn 1.9 số sàn bản 1 cầu với giá miết của nó đang là 659 triệu hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em với giá đang là 659 triệu đấy ạ Vậy thì chiếc xe BT50 bản số sàn này lăn máy nó cho rằng là 711 triệu trả góp thì đang là 193 triệu ạ còn ở tỉnh thì đang là 703 triệu trả góp thì đang là 185 triệu ạ Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe bán tải BT50. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mazda cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota. Hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường miền Nam thì mấy comment phía dưới cho em nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì cũng đăng ký kênh em nhá. Bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng món bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.